hôm nay hãng xe trung quốc bid đã chính thức ra mắt bộ ba xe điện danfin Xin và atoba tại thị trường việt nam trong đó mẫu hát bách danfin thu hút khá nhiều sự chú ý bởi đây là sản phẩm rẻ nhất của thương hiệu bid bid danfin được định vị trong phân khúc hạng c thuộc giải sản phẩm âu sườn lấy cảm hứng từ đại dương tên gọi danfin cá heo thể hiện sự lãng mạn và tình cảm mà bid muốn gửi gắm vào mẫu ô tô điện này về kích thước tổng thể Danfin có thông số chiều dài rộng cao tương ứng là 4.150mm, 1.770mm, 1.570mm, chiều dài cơ sở đạt 2.700mm. Đáng chú ý, mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng E-Platform 3.0 hoàn toàn mới chuyên biệt cho xe thuần điện của BID. Bên trong khoang lái, Danfin được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như ghế bọc da tổng hợp, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch và màn hình giải trí 12.8 inch có thể xoay. Ngoài ra, xe còn sở hữu kết nối Apple CarPlay có dây, hệ thống điều hòa tự động và dàn âm thanh 6 loa. Tuy nhiên, ghế lái và ghế phụ chỉ có thể chỉnh cơ là một hạn chế nhất định. Về an toàn, đan phim được cung cấp 6 túi khí, hệ thống giám sát áp suất lốp, kiểm soát lực kéo, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera 360 độ và kiểm soát hành trình thích ứng. Tuy nhiên, việc thiếu hệ thống an toàn chủ động khiến xe không thể đạt tiêu chuẩn Euro 5 sao. Trước thời điểm ra mắt chính thức, BID đã tiết lộ bảng thông số kỹ thuật của mẫu hát bách cỡ C này. Một trong những điểm nổi bật của Danfin là công nghệ pin phiến lá Blade tiên tiến, mà BID tự hào là nhà tiên phong. Danfin được trang bị pin Blade với dung lượng 44kW, cung cấp công suất tối đa 94 mã lực, và phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc là 405km. Xe có tốc độ tối đa đạt 130 km h Thời gian sạc từ 0 đến 100% rơi vào khoảng từ 7 đến 8 tiếng bằng bộ sạc AC. Nhưng xe chỉ mất 30 phút để nạp pin từ 30 đến 80% bằng bộ sạc DC. Giá bán chính thức của cả ba mẫu xe điện BID sắp ra mắt tại Việt Nam, bao gồm Danfin sẽ được công bố vào ngày mai 16 tháng 6, trong khuôn khổ tuần lễ chạy thử xe của hãng. Mức giá dự kiến của Danfin là khoảng 700 triệu. Ở Thái Lan, BID Danfin được bán với hai phiên bản, Standard Range và Extended Range, có giá lần lượt là khoảng 486 triệu và 597 triệu.